Chào các bác nhá. Em test cặp loa Bose 363 và bác cùng âm ly đề lông 890D. Phần nguồn phát thì em sẽ phát qua đĩa đầu đĩa Pioneer PD8030. Mời các bác nghe một bài hát về Hà Nội của ca sĩ Thu Phương. Tôi không sinh ra ở Hà Nội, nhưng mảnh đất ấy đã nuôi dưỡng tuổi thơ, tâm hồn và giọng hát của tôi. Tôi đã cảm nhận được tâm hồn của một Hà Nội xưa trong ngày sống xa mảnh đất có quá nhiều kỷ niệm ấy. Hà Nội và tôi là những đêm lang thang nơi từng con phố nhỏ, để rồi nỗi buồn thấm sâu vào từng cơn gió, cất lên thành tiếng thở than của sông Hồng. Trải qua nhiều sóng gió, khổ đau và vui sướng được mất của một kiếp người, với những khắc khoải trên bước đường trần cùng những ngọt bùi đắng cay, có lẽ chúng ta cũng muốn một lần được trở về với giấc mơ của một thời thơ ấu, với ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó. Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh một ngày bỏng cháy, ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó. Đêm nằm nghe trong gió tiếng sông Hồng, những người tôi lang thang, tôi mới hiểu tâm hồn về Hà Nội. Một mặt thôi mà sao tôi bồi hồi, một mặt thôi mà sao tôi nhớ mãi. Tuổi thơ đã đi qua không trở lại, cháy hết mình cánh phượng nhân gian.
cánh phượng nhẹ nhàng rơi. Nhà tôi ở đó. Yeah.